Trân Hảo là nữ thần trong lòng đông đảo khán giả truyền hình, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Với nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tốt, nếu không phải rời khỏi showbiz quá sớm, người đẹp này được cho rằng sẽ trở thành chị đại của showbiz. Mỹ nhân và người mê. Trân Hảo sinh năm 1979, vốn sinh ra trong một gia đình bình thường, không có liên quan gì đến nghệ thuật. Nhưng càng lớn, Trân Hảo càng xinh đẹp, càng lộ rõ thiên hướng nghệ thuật, thích ca hát, đóng phim. Với nhan sắc xinh đẹp, đa tài, đa nghệ từ nhỏ, khi mới học cấp 2, cô được chọn làm MC cho một chương trình thiếu nhi của đài truyền hình quê nhà. Nhìn vào hình ảnh thời bé, netizen phải suýt xoa khen ngợi Trân Hảo quả thực là mỹ nhân đẹp từ trong trứng nước. Năm 1997, Trân Hảo thi đỗ khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương, và khi còn ngồi trên ghế nhà trường, người đẹp này đã gây ấn tượng từ bộ phim đầu tay Ngọn núi nào, con người nào, con chó nào. Ngay từ khi còn là sinh viên, Trân Hảo đã rất chăm chỉ đi làm thêm, đóng phim, sẵn sàng nhận những vai diễn nhỏ nhất, vất vả nhất, miễn sao kiếm được tiền gửi về quê phụ giúp gia đình, đóng học phí và còn tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm làm việc. Trân Hảo ngày đó thường xuyên làm việc quên ăn quên ngủ, rời lớp học lại đến phim trường, đặt quyển kịch bản xuống lại quay sang ôn thi. Có những ngày cô sốt cao 39 độ vẫn không dám xin nghỉ, sợ bị mang tiếng thiếu chuyên nghiệp. Nhờ tinh thần quật cường kiên trì, lại thêm sắc đẹp nổi trội, danh tiếng của Học viện Hí kịch Trung ương mà Trân Hảo nhanh chóng được nhiều đạo diễn để ý tới. Cô đã nhận được nhiều lời mời đóng phim, được hợp tác với các ngôi sao đình đám như Ninh Tịnh, Vương Học Bình. Con đường nghệ sĩ của Trân Hảo đã mở ra một cách đầy thuận lợi như thế. Trân Hảo được khán giả biết đến và yêu thích qua những bộ phim đình đám như Thiên Long Bắc Bộ, Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa, Như Ý Cát Tường, Tôi Yêu Sư Tử Hà Đông, và trở thành nữ thần trong ký ức tuổi thơ của không ít khán giả. Tuy nhiên, vai diễn gây chú ý nhất của cô phải kể tới Vạn Linh trong Phấn Hồng Nữ Lang. Trong Hồng Phấn Nữ Lang, Trân Hảo có dịp khoe hết ưu điểm của mình, từ khuôn mặt đẹp hơn người với đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng sáng như sứ, vóc dáng uyển chuyển như một đóa hoa, đến diễn xuất sắc sảo đầy quyến rũ. Cũng chính nhờ nhân vật này, tên tuổi của Trân Hảo gắn liền với danh hiệu Vạn Người Mê, và cho tới nay, đây vẫn là vai diễn kinh điển, không ai có thể vượt qua nổi trên màn ảnh. Thật sự Trân Hảo luôn tỏa ra sức hút cực mạnh, khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô gái, vừa có nét ngây thơ, lại vừa từng trải, vừa trong trẻo lại vừa quyến rũ, vừa tâm cơ khó đoán, lại vừa ngơ ngác chẳng biết gì. Đỉnh cao sự nghiệp của Trân Hảo chính là vai A Tử trong phim Tân Thiên Long Bắc Bộ bản 2003. Bên cạnh một Phương Ngữ Yên đẹp như thần tiên tỷ tỷ, một A Châu dịu dàng cương nghị, thì nàng A Tử sắc sảo cá tính nhưng cũng rất đổi si tình cũng là điểm sáng của phim. Khán giả không khỏi say đắm trước nhan sắc của A Tử, phải ghét trước tính cách ngang ngược của cô, nhưng cũng lại xót xa cho tấm chân tình của A Tử, rất lỡ trao trái tim cho anh rể mà cả đời nuối tiếc khôn nguôi. A Tử là một vai diễn khó, nhưng Trân Hảo đã diễn quá xuất sắc. Và dù Thiên Long Bắc Bộ đã có rất nhiều phiên bản phim, thì A Tử của Trân Hảo vẫn nổi bật nhất. Năm 2010, Trân Hảo tiếp tục chinh phục khán giả với vai điêu thuyền trong Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa. Vào vai một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa, Trân Hảo không hề đuối sức, mà ngược lại, điêu thuyền dưới diễn xuất của Trân Hảo lại càng thêm quyến rũ, càng khiến người ta mê say, được khen là điêu thuyền đẹp nhất trên màn ảnh. Tuyên bố muốn lấy chồng giàu, bị Phạm Băng Băng nẫn tay trên. Xinh đẹp và tài năng là vậy, Trân Hảo chẳng hề thiếu người theo đuổi. Nữ diễn viên từng tuyên bố, nếu tìm bạn trai, tôi tuyệt đối sẽ không tìm người trong showbiz, hơn nữa, nhất định sẽ gả cho người có tiền. Được biết, Trân Hảo từng có vài mối tình dang dở, nhưng có hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô, đó là Ngũ Khắc Ba và Lưu Hải Phong, một người cho cô sự nghiệp, còn một người cho cô hạnh phúc. Mối quan hệ giữa Trân Hảo và Ngũ Khắc Ba từng được coi là bí mật công khai của làng giải trí Hoa ngữ. Được biết, Ngũ Khắc Ba là một doanh nhân thành đạt, có mối quan hệ rộng và lớn sân sang thị trường phim ảnh khi thành lập công ty giải trí Cam Thiên. Trân Hảo chính là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với công ty của Ngũ Khắc Ba. Khi đó, Ngũ Khắc Ba hết lòng giúp đỡ cho người đẹp họ Trần trong sự nghiệp. Bộ phim Phấn Hồng Nữ Lang làm nên danh tiếng của Trân Hảo là do Ngũ Khắc Ba chi tiền đầu tư để nâng đỡ. Ngay cả ông bươm nhạc đầu tiên của Trân Hảo, ông chủ họ Ngũ cũng tìm ekip giúp đỡ nữ diễn viên. Năm 2006, khi Cam Thiên mở rộng quy mô, ký hợp đồng với nhiều công ty ở Hồng Kông và Đài Loan, đã ký kết với vô số mỹ nhân đình đám, nhưng địa vị nhất tỷ của Trân Hảo chưa bao giờ bị lung lay. Mặc dù không thừa nhận hẹn hò, nhưng với việc cả hai có vô số những hành động ngọt ngào khi tham gia sự kiện, Trân Hảo cũng được coi là bà chủ tương lai của Cam Thiên. Tuy nhiên, tình cảm của cặp đôi kiều nữ đại gia cũng chẳng được dài lâu. Ngũ Khắc Ba nhanh chóng dính tin đồn tình cảm với hai mỹ nhân đình đám khác là Giang Nhất Yến và Phạm Băng Băng. Đặc biệt, Ngũ Khắc Ba không chỉ một lần bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới nữ hoàng thị phi. Năm 2006, khi Phạm Băng Băng gặp khó khăn về kinh tế để phát hành album đầu tay, vì đại gia này đã xuống tay cho cô hẳn 1 triệu tệ, 3,4 tỷ đồng. Có thông tin cho biết, Ngũ Khắc Ba từng đồng ý với Phạm Băng Băng là nếu cô ký hợp đồng với công ty giải trí Cam Thiên thì không những có thể phát hành album mỗi năm mà còn có nhiều vai diễn điện ảnh béo bở. Đây là đãi ngộ ngang hàng với bà chủ tương lai Trân Hảo. Sau khi níu kéo nhưng không thành, năm 2007, Trân Hảo quyết định rời khỏi Cam Thiên, chấm dứt quan hệ với Ngũ Khắc Ba, bất chấp việc sự nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ.
Còn về Lưu Hải Phong, anh là một nhà đầu tư giàu có và mát tay, là tổng giám đốc khu vực Đại Trung Hoa của công ty KKR Core LP. Cuối năm 2003, Trần Hảo quen biết với Lưu Hải Phong trong một bữa tiệc cùng bạn bè. Mãi đến năm 2007, cặp đôi này mới bị giới truyền thông phát hiện cùng nhau qua đêm ở biệt thự của vị đại gia này. Mối tình giữa họ mới bị tiết lộ. Tuy nhiên, lúc đó Trần Hảo chỉ cho biết đó là một người bạn thân của tôi làm trong lĩnh vực tài chính. Thế nhưng cũng từ đó, Trần Hảo bắt đầu hạn chế các cảnh quay thân mật, chỉ dừng ở mức độ hôn tráng và chủ động yêu cầu đạo diễn giảm bớt những cảnh nóng bỏng. Mối quan hệ với Lưu Hải Phong khiến Trần Hảo dính nghi án hồ ly cướp chồng, bởi lẽ tin đồn tình cảm của họ rộ lên ngay khi Lưu Hải Phong mới ly hôn chưa lâu. Điều này khiến không ít người cho rằng mỹ nhân Thiên Long Bát Bộ là tiểu tam chen chân vào gia đình người khác. Thế nhưng dần dần, theo thời gian, lời đồn cũng dần lắng xuống vì không có chứng cứ xác thực. Đến năm 2009, cặp đôi này bí mật tổ chức hôn lễ ở Hồng Kông, chỉ mời họ hàng thân thiết của hai bên tới tham dự. Đến tháng 5 năm 2011, sau khi sinh hạ con gái đầu lòng, Trần Hảo mới thừa nhận mình đã là kết hôn. Cô tiếp tục sinh cho ông xã hai người con nữa, một trai, một gái, trở thành mẹ ba con hot nhất nhì Cbiz. Cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của thánh hát tuổi Cbiz. Có rất nhiều nữ nghệ sĩ sau khi lấy chồng giàu sang hoặc sẽ tiếp tục đóng phim cho vui, hoặc sẽ ở nhà tận hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng. Trần Hảo đã không chọn con đường nào trong số đó. Ở tuổi 30, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, Trần Hảo quyết định rời khỏi làng giải trí, tập trung vào việc chăm sóc gia đình. Nhưng cô cũng chẳng muốn làm một bà nội trợ quanh quẩn trong nhà, chờ tiền chồng đưa. Làm giảng viên khoa diễn xuất vừa giúp Trần Hảo tiếp tục giữ đam mê với nghề, vẫn vừa có công việc ổn định, vừa thu xếp được thời gian chăm sóc chồng con. Ngoài ra, Trần Hảo còn học thêm kinh doanh, trở thành nhà đầu tư có tiếng trên thị trường chứng khoán với rất nhiều phi vụ mang lại lợi nhuận lớn. Hai năm trở lại đây, khi con cái đã lớn khôn, Trần Hảo dần bắt đầu hoạt động trở lại. Tháng 4 năm 2019, cô chính thức trở thành giảng viên của trường Học viện Hí kịch Trung ương và lọt vào top tìm kiếm với danh hiệu giảng viên đẹp nhất xứ Trung. Hiện tại, Trần Hảo có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn bên chồng con, được ông xã yêu chiều hết mực. Cô vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp như thuở còn son rỗi, khiến các đàn em đình đám cũng phải chào thua dù đã ở tuổi 40. Đặc biệt, Trần Hảo giữ kín về cuộc sống gia đình của mình, không chia sẻ hình ảnh của ông xã và các con để tránh thị phi, điều tiếng không đáng có. Nhìn những hình ảnh bình dị của Trần Hảo, công chúng càng thêm ngưỡng mộ về cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc của mỹ nhân và người mê. Giờ đây, Trần Hảo đã gia tư hẳn phim trường, chỉ thỉnh thoảng lắm cô mới xuất hiện tại một số sự kiện. Người ta thấy mỹ nhân và người mê năm xưa này đã tròn trịa hơn, trang phục cũng đơn giản hơn, khuôn mặt cũng đã có dấu ấn thời gian. So với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, nhìn Trần Hảo không còn thon thả, có khí chất ngôi sao như xưa. Nhưng Trần Hảo chẳng hề bận tâm vì điều đó, bởi với cô, hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất. Trong 4 năm sinh liền hai cô con gái thì thân hình có mập mạp cũng là chuyện đương nhiên. Không còn đóng phim mà chuyên tâm dạy học, kinh doanh nên Trần Hảo cũng không cần đầu tư cho ngoại hình nhiều như trước. Chỉ có ánh mắt lấp lánh tình anh, nụ cười rạng rỡ của Trần Hảo ngày xưa là vẫn còn ở lại. Cách đây không lâu, Trần Hảo tuyên bố chính thức quay lại showbiz sau 5 năm vắng bóng. Cô được cho là sẽ tham gia chương trình ăn khách nhất nhì showbiz hiện nay, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2 để lấy lại tên tuổi sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.